Tập 26. Bình dị hà, ăn cơm thôi. Quỳnh nghỉ một chút xíu đi. Quỳnh đang coi gì vậy? Chăm chú tới nỗi kêu cũng không phản ứng. Quỳnh phát hiện có mấy công vụ chưa hoàn chỉnh. Quỳnh muốn xin hoàng thượng chỉnh đốn lại. Không cần phải chờ Quỳnh, muội về con ăn trước đi. Thánh chỉ tới, Lưu đại nhân tiếp chỉ. Hoàng thượng đại hán chưa biết chuyện năm xưa liên lụy tới nhiều người, kéo dài nhiều năm, trẫm thường ăn ngủ không yên. Trưởng tôn của tiên đế Lưu Tuân lưu lạc nhân gian hơn 10 năm, theo di mệnh của tiên đế đặc xá mọi tội lỗi, phong Dương Vũ Hầu khâm thử. Thần tiếp chỉ. Chúc mừng Lưu gia, chúc mừng Lưu gia. Đa tạ. Vậy không còn chuyện gì khác, nô tài xin phép cáo lui. Làm phiền công công rồi. Dạ. Bình dĩ, cuối cùng mình cũng đã thoát khổ rồi. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, con xin lỗi. Trải qua trăm ngàn đau khổ, con mới có thể trùng phùng với Lan ca ca. Con quyết định sẽ tiếp tục ở lại Trường An để được ở cùng với huynh ấy. Mọi người không cần lo cho con. Lan ca ca, huynh ấy không thể tùy ý rời khỏi Trường An. Nhưng mà trong tương lai, tụi con sẽ cố gắng quay về nhà thăm mọi người, dâng ca. Hoan nghênh, hoan nghênh. Lý đại nhân, ông chủ biệu mời vào trong. Chúc mừng ngài. Dạ rồi, dạ rồi. Chúc mừng ngài. Mẫu thân, mời nghỉ ngơi một chút đi. Trong cuộc đời của ta, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều lễ vật như vậy đó. Con gái à, con thực sự đã được gả cho phu quân tốt rồi. Lúc trước không phải người nói con bị ma quỷ xui khiến mới gả cho huynh ấy hay sao? Con nhà đầu này, ta nói như vậy khi nào? Ta chỉ có nói số của con dượng phu nhất định sẽ lấy được một lang quân như ý mà. Bệnh dĩ à, con nói đúng không? Dạ, Nhật mẫu nói rất đúng. Bệnh dĩ với Bình quân chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm. Bà đó, đừng có ở đó làm vướng tay vướng chân. Trời nữa. Ơi, biết rồi mà. Trời. Mẫu thân, ông Hổ Nhi cũng mệt rồi. Phụ thân, người với mẫu thân đi nghỉ ngơi đi. Đi ra bên đây. Ơi, cười một cái đi. Thật không ngờ Bình Dĩ huynh cũng có ngày này. Trước đây mỗi khi đi trên đường đều không có ai biết huynh. Bình Dĩ, những ngày cực khổ đã qua rồi. Bởi vậy mới nói muội và Hổ Nhi là phúc tinh của huynh. Huynh hứa với muội, từ giờ trở đi huynh sẽ không để muội và Hổ Nhi phải sống những ngày cực khổ nữa. Chúng ta sẽ không còn bị người khác coi thường. Hầu gia, dân ca cô nương tới rồi. Dân ca tới rồi sao? Chúc mừng hầu gia, chúc mừng phu nhân. Dọn tới nhà mới rồi, cũng không mời muội uống rượu mừng nữa. Căn nhà này là hoàng thượng ban tặng, còn có tên mới của bệnh viện nữa. Dân ca, mời vào trong. Nè, đợi đã. Tên của huynh muội đã luyện giết hết mấy chục lần rồi, để muội viết cho dân ca xem. Cha, chữ tỷ đẹp quá. Tỷ tỷ à, sau này tỷ có thể sống an nhàn rồi. Còn đại ca, con đường sau này nhất định sẽ sáng lạng. Tỷ nói coi, người tài giỏi như đại ca mà ở ẩn không phải là quá uổng nhân tài sao? Dân ca, muội với Bình Quân từ từ nói chuyện, huynh còn một số chuyện phải xử lý. Tỷ tỷ, sao không thấy Hổ Nhi vậy? Mẫu thân tỷ đưa nó đi nghỉ rồi. Dân ca, muội với hoàng thượng đã dự định khi nào làm lễ sắc phong chưa? Nếu như muội có thể mang thai hoàng tử phú quý nhờ con, sau này muội ở trong cung sẽ không bị người khác ức hiếp. Cần để quốc quan liên kết với đám đại thần ở trong triều, lấy chuyện này ra mà làm khó dễ Lan ca ca. Theo muội nghĩ, vấn đề thành thân có lẽ là chuyện khiến cho huynh ấy phiền lòng nhất. Nghe lời tỷ đi, nếu hoàng thượng đã muốn giữ muội ở bên cạnh thì người nên cho muội một danh phận. Tỷ biết muội không hề quan tâm chuyện này, nhưng mà
muội cũng phải nghĩ cho đứa con sau này nữa chứ. Chuyện của sau này cứ để sau này hãy nói đi. Dù sao thì bây giờ muội chỉ muốn sống yên ổn bên cạnh Lan ca ca thôi. Nhưng mà tỷ tỷ, không cần nói nữa đâu. Trước đây không phải Lưu đại ca cái gì cũng không có sao? Vậy mà tỷ vẫn một lòng một dạ bên huynh ấy, vậy mới có ngày hôm nay đó. Hơn nữa muội cũng tin tưởng Lan ca ca nhất định sẽ cho muội một tương lai hạnh phúc. Cũng đúng, hoàng thượng đối với muội như vậy nhất định sẽ không để muội chịu ấm ức. Muội phải nhớ, ở trong thành Trường An muội cũng có người nhà, tỷ với Bình Dĩ chính là người nhà của muội. Muội biết rồi. Khó khăn lắm mới được ra đây, ở lại cùng tỷ ăn cơm luôn đi. Hôm nay chắc không được rồi, chút nữa muội còn phải đi tìm Hồng Y. Muội phải đa tạ tỷ ấy để nhờ Lưu Hạ tặng trầm hương cho muội. Nhắc tới Lưu Hạ, tính tình của hắn kiêu ngạo không chịu gò bó, nhưng mà đối với chuyện của Hồng Y thì rất quan tâm. Không biết hai người bọn họ quen biết sao hả? Muội từng nghe Mạnh Đầu, nghe Mạnh Giác nói hai người họ từ nhỏ đã quen nhau. Nhưng mà khi muội hỏi tới chuyện lúc nhỏ của Lưu Hạ và Hồng Y thì huynh ấy không chịu nói. Để chút nữa muội hỏi tỷ ấy coi sao. Bọn họ quen nhau lâu như vậy sao? Hèn gì tình cảm giữa bọn họ lại thân thiết tới như vậy. Giống như tỷ với Lưu đại ca vậy đó. Cũng giống như muội với Lan ca ca của muội thôi. Đã tới lúc phải quyết định rồi. Khách quan, người muốn gọi gì? Cho ta một hũ rượu. Dạ được. Dân muội muội, muội không sao chứ? Là huynh. Không ngờ công phu của huynh cũng cao thật đó. Thất kính, thất kính. Võ công của ta còn cao hơn nhiều nữa. Muội không sao chứ? Có bị thương không hả? Muội không sao đâu Hồng Y tỷ tỷ. Muội đang muốn tìm tỷ, không ngờ lại gặp ở đây. Bây giờ xe ngựa của muội hư rồi, hay để Hồng Y đánh xe đưa muội về, hai muội có thể trò chuyện với nhau luôn. À quên, nàng ấy không biết nói. Vậy hai người liếc mắt đưa tình đi. Tiểu Giác, sao ngươi lại tới đây vậy? Đại ca, hồi nãy ta ở trên đường thấy có người bán cái này nên mua một ít về, muốn cho huynh dùng thử. Ôi trời, cái gì đây? Bánh bắp hả? Còn nhớ chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy bánh này đã xảy ra chuyện gì không? Tất nhiên là nhớ chứ. Hôm đó là lần đầu tiên ba chúng ta huynh đệ Hồng Y quen nhau mà. Hơn nữa huynh còn đánh đệ nữa. Bánh này bán sao vậy? Một đồng một cái, ngon lắm đó. Bán cho ta một cái. Nè, cậu chọn thoải mái đi nha. Còn nóng đó. Công tử, công tử. Nè, đừng có đuổi thương ta. Đừng có đuổi thương ta. Đừng chạy nữa công tử. Sao tới ngay xuân diện nữa. Công tử đừng chạy nữa. Trời. Nè, ngươi đi đường kiểu gì vậy? Làm bánh của ta rớt xuống đất rồi. Rớt rồi lụm lên đi, ngươi có bệnh hả? Công tử, đại giai công tử. Công tử, đại giai, công tử. Là ngươi không cần nữa nha. Đủ với ta sao? Điều đó ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ai cho ngươi chạy? Còn dám chạy không hả? Chạy không hả? Chạy một lần, ta đánh một lần. Cho ngươi chạy nè, cho ngươi chạy nè. Ta đánh chết ngươi, cái thứ đồ lố vốn. Còn dám chạy hả? Nhìn coi. Tiểu tử thúi, nó là do ta bỏ tiền ra mua. Ta thích đánh sao thì đánh vậy đó. Nhìn coi. Liên quan gì tới ngươi? Ta chỉ là bán thân chu cha, nhưng mà ta kêu ta đi hầu rượu. Còn cứng miệng sao? Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi nè. Ta mua cô nương ấy. Ngươi mua? Ngân lượng đâu? Đưa đây. Nhiều đây có đủ không? Trời ơi, có ngân lượng sao không nói sớm chứ, tiểu thiếu gia. Túi tiền đó là của ta mà. Trời ơi, tìm ngươi mệt đứt hơi. Trả tôi tiền đây.
Dựa vào đâu mà nói túi tiền này của ngươi? Trên đó có theo họ của ta đó nè, Lưu Lưu, ngươi xem đi đó, ta chính là Dương Ấp Xương Lưu Hạ. Trời ơi, là thật sao? Đây nè, đó, thằng Dương Ấp Dương. Dương. Ê, ê. Xương Ấp Dương thì sao? Ta không thích đưa ngươi đó. Ôi trời trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi. Ê. Tiểu muội muội cũng xinh đẹp đó chứ. Tên là gì? Ta tên Hồng Y. Tên Hồng Y sẽ không mặc đồ màu đỏ. Bắt đầu từ hôm nay, muội chính là người của ta. Đợi ca ca quay trở lại đón muội nghe. Ngươi đó, cứ quỳ ở đó đi. Được rồi, đi thôi. Tìm một nơi nào đó, đi qua bên kia đi ha. Ta sẽ giáo huấn ngươi một trận. Qua đây, qua đây. Coi như ngươi lợi hại. Ngươi tên gì? Ta tên Mạnh Giác. Trên đời này, người có thể đánh nhau với ta mà không phân thắng bại được ít. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tiêu đệ của ta. Đón lấy. Nhưng mà mối thân ta nghĩ Hồng Y là mật thám do người khác phái tới, cho nên làm cho câm. Cũng may ngươi kêu ta giả điên giả khờ, vừa cứu được Hồng Y, vừa khiến mẫu thân từ bỏ ý định để ta thừa kế vương vị. Tuy mấy năm nay ta không làm được gì ra hồn, nhưng vẫn phải đa tạ ngươi, giúp ta trở thành một Xương Ấp Dương mê đắm hồng nhan á. Ta thấy huynh của hoài bão lớn, nhưng phải chịu sự kiểm soát của mẫu thân, cho nên mới kêu huynh giả điên giả khờ, chờ đợi thời cơ. Bây giờ huynh có thể làm những chuyện huynh muốn rồi. Vậy mới nói chuyện mà cả đời ta làm tốt nhất, ngoài việc cứu được Hồng Y, chính là trở thành huynh đệ với ngươi. Đại ca bây giờ có còn muốn nghe lời của ta khuyên không? Tất nhiên rồi. Ta hy vọng đại ca đừng có lợi dụng dân ca nữa. Ta biết dân ca hiện là nữ nhân của hoàng thượng, huynh tiếp cận mùi ấy sẽ có lợi cho huynh, nhưng ta hy vọng huynh đừng làm vậy. Dân ca mùi ấy vốn đơn thuần, khác hoàn toàn với chúng ta. Hơn nữa mùi ấy với những việc chúng ta làm không có bất cứ quan hệ gì. Cứ quyết định vậy đi. Đa tạ đại ca trước. Ăn bánh đi. Gần đây lười biếng quá chừng, lâu rồi không đụng tới cuốn thực ký. Sao mùi lại để cái bàn lên giường vậy? Trước đây mỗi khi đông tới, mùi rất thích cuộn mình trong màn đọc sách viết chữ. Nếu không phải mẫu thân mùi không cho, mùi còn muốn tìm Trúc Nhi vừa ăn bánh ngọt vừa nói chuyện nữa. Trúc Nhi là ai? Trúc Nhi là một tỷ muội tốt của mùi. Tụi mùi trưởng thành cùng nhau, cô dễ thương lắm. À, Mặt Trà, đi lấy chút bánh ngọt tới đây. Dạ. Nói đi, muội còn muốn làm chuyện gì nữa? Tới đây, La Ca Ca, cùng muội nằm xuống đi. Nằm đi, chúng ta lấy cái này làm ranh giới, mỗi người nằm một bên. Huynh có biết không, hồi muội nhỏ xíu đã từng có một ý nghĩ. Muội muốn trần nhà phía trên trở nên trong suốt, như vậy đêm xuống có thể thoải mái ngắm bầu trời sao. Còn ban ngày thì ngồi nhìn mây bay qua lại,
đẹp biết mấy. Cái đó cũng đâu có gì khó. Trong sách cổ có nói đó là dùng đá lưu ly, hoàn toàn có thể làm ra trần nhà trong suốt mà. Đang yên đang lành thở dài chuyện gì vậy? Khi muội còn nhỏ vẫn luôn nghĩ khi trưởng thành nhất định sẽ ngao du tứ hải để muội có thể tìm ra một nơi đẹp nhất. Nhưng mà bây giờ muội biết nơi nào mà có huynh á thì nơi đó mới là nơi đẹp nhất. Muội sẽ không đi đâu nữa hết. Huynh sau này có còn kể chuyện cho muội nghe nữa không? Kể chứ. Pha trà thì sao? Pha. Vẫn là đắng sao? Không đắng nữa. Huynh còn muốn thổi sáo cho muội nghe nữa hay không? Thổi. Ca hát thì sao? Ca hát phải là muội chứ. Vẫn y như hồi nhỏ. Đang nói chuyện thì ngủ luôn rồi. Nhưng cô nương ngủ rồi. Từ sau khi đốt trầm hương, đêm nào dân cô nương cũng ngủ rất ngon. Tìm người kê bàn xuống, nhớ kỹ, đừng có làm cho dân cô nương thức giấc. Dạ. Hoàng thượng, người sao vậy? Có cần phải gọi thái y không? Không cần đâu. Chắc là mấy ngày gần đây ta không ngủ đủ giấc. Dạ. Qua mấy ngày nữa chính là đại yến mừng 20 năm hoàng thượng đăng cơ. Thần đã đặc biệt đi tìm một chuyên gia ở Sườn Ấp để chế tác cho người bình phong mã não này. Cung chúc hoàng thượng sức khỏe an khang, tạo dựng một đại hán hưng thịnh. Nhìn theo cách nhìn của dân, nghe theo cách nghe của dân, thiện lương không đủ làm chính sự, pháp luật chưa đủ để thi hành. Khanh lấy trí tuệ của cổ nhân để trả lời câu hỏi mà trẫm đã đặt ra cho khanh sao? Hoàng thượng thánh minh, hay tâm tư của thần hoàn toàn không qua được mắt người. Đây là lễ vật của thần, giải bách gia. Trên đó có câu đối chúc mừng mà bá tánh đã tự tay thêu tặng người, và muốn cảm tạ ơn đức của hoàng thượng, chúc cho đại hán ta mưa thuận gió hòa, quốc gia hưng thịnh. Chữ viết trắng rọi có hồn, cách thêu cũng rất là tinh xảo. Đó là do phu nhân phỏng theo nét chữ của thần. Bá tính là gốc rễ của xã Tắc, hai khanh đều hiểu được sự quan trọng của lòng dân, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Lễ vật hai khanh chuẩn bị vừa có sự tinh tế lại vừa có ý nghĩa, trẫm sẽ trân trọng đó. Thần tạ hoàng thượng khen thưởng. Đại tư mã cầu kiến. Thần khâu kiến hoàng thượng. Đại tư mã miệng lễ. Tạ hoàng thượng. Đại tư mã, trẫm lệnh cho khanh chú ý tới đồng tỉnh nơi biên cương. Bây giờ tình hình sao rồi? Hôm nay lão thần tới đây chính là vì chuyện này. Thủ lĩnh của họ mới bệnh chết, các vương tử vì chuyện chọn người kế vị tranh cãi với nhau rất kịch liệt. Khắc Nhĩ Thác Thác vương tử gửi thư cầu viện, muốn triều ta giúp hắn giành được vương vị, sau khi chuyện thành nhất định trung thành quy phục đại hán. Sư ấp dương. Có thần. Chuyện này liên quan tới cuộc sống và sự bình yên của bá tánh biên cương, trẫm lệnh cho khanh đích thân xuất chinh một chuyến, nhất định phải làm cho tốt chuyện này. Thần lãnh chỉ. Hoàng thượng, lão thần còn có chuyện khác bẩm tấu. Khanh nói đi. Nguyên vùng Giang Tây hạn hán mấy tháng liền, vụ mùa không thể thu hoạch,
kế sinh nhai của bá tánh và thuế thu cho quốc khố xem ra sẽ bị ảnh hưởng lớn đó. Dương Vũ Hầu. Có thần. Trẫm lệnh cho khanh tới vùng gặp nạn xem xét, nhất định phải tìm ra cách giải quyết để an lòng dân. Thần tuân chỉ. Tiểu thư. Quốc cô nương, sao cô chỉ mới luyện nửa canh giờ mà đã mệt tới như vậy? Nhớ năm xưa khi sư phụ ta dạy ta, ta luyện nửa ngày không nghỉ. Cũng khó trách, tới giờ mới bắt đầu luyện, xương cốt cứng hết rồi, tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Đổi thành múa quạt đi, không phải dễ dàng hơn sao? Ta chỉ muốn học cái này, ta nhất định phải múa được điệu hoa sen trong nước. Vậy được thôi, ta đã nhận ngân lượng của cô, tất nhiên sẽ tận tâm dạy cho cô. Thứ quan trọng nhất trong điệu hoa sen trong nước là dáng phải uyển chuyển. Như vậy mới giống đóa sen chứ. Cô đừng có biết tại sao lúc nãy cô đứng không vững không? Bởi vì chân của cô không có sức lực. Nếu như muốn sớm ngày học được, vậy thì cô phải luyện động tác dây chân 1000 lần mỗi ngày. Nè, có phải cô cố tình đùa giỡn tiểu thư nhà ta không? Tiểu thư. Cô nên phải luyện tập tốt động tác cơ bản, thì khi di chuyển sẽ nhẹ như mây bay. Được, 1000 lần. Tiểu tôn, giúp ta đếm đi. Tiểu thư, nghỉ ngơi một chút xíu đi, uống chút nước nha. Thoải mái không? Dùng sức chút nữa. Chắc là tiểu thư mệt lắm hả? Ừ. Mẫu thân. Thành quân à, nè, uống cái này đi. Đa tạ mẫu thân. Khoảng thời gian này làm khó cho con rồi, con đừng tập cực khổ như vậy, khiến mẫu thân đau lòng quá. Mẫu thân biết con muốn trút giận cho chính mình, có phải không? Mẫu thân, nữ nhi nhất định sẽ cố gắng luyện tập, sẽ không để người với phụ thân thất vọng đâu. Lão gia. Chân của con bị làm sao vậy? Phụ thân. Nè, ngồi đi, ngồi đi. Không có gì đâu, là bản thân nữ nhi quá nóng lòng, muốn sớm học được điệu múa, cho nên mới luyện thêm 1 canh giờ, không có gì đâu. Cách này không được, phụ thân sẽ nghĩ cho con một cách khác. Con đừng lo lắng quá, lỡ như gân cốt bị thương thì không tốt đâu. Thành quân biết phụ thân lo cho con, nhưng mà chúng ta thật sự không còn thời gian nữa. Bây giờ hoàng thượng đột nhiên triệu Xương Ấp Dương vào Trường An, lại phong chức cho Lưu Thân. Ván cờ này ta không thể suy đoán được, chỉ còn cách chủ động phản công, ổn định hậu cung trước đã. Đúng vậy. Hôm nay hoàng thượng triệu kiến hai người họ tiến cung, còn giao trọng trách cho họ, dường như đang thăm dò năng lực của hai người đó. Theo nữ nhi thấy, hoàng thượng đang dốc lòng bồi dưỡng bọn họ, để tiện sau này dễ dàng thay thế phụ thân. Điệu múa này của con nhất định phải thu hút ánh mắt của hoàng thượng, để hoàng thượng không bao giờ quên được con. Dương tỷ tỷ, muội nghe nói hoàng thượng liên tục nhận được rất nhiều lễ vật của mấy sứ giả ngoại tộc và mấy chương công đại thần nữa đó, chúng ta đi xem thử đi. Đây là cái gì vậy? Wow, cái này đẹp thiệt nha. Muội nghe nói cái này được điêu khắc tinh xảo từ mã não hiếm có đó. Bình phong này cũng được điêu khắc rất đẹp, xem ra món nào cũng đáng giá hết. Không hổ danh là bút tích của đại công tử. Dương tỷ tỷ,
tới đây. Muội nghe cung nữ với nội quan lén lúc nói với nhau, nói cái gì mà Dương Vũ Hầu bần hàng quen rồi, nên dám dùng giải rách chấp giá lại dâng cho hoàng thượng làm quà tặng đó. Tuy nó không phải là thứ gì quý giá, nhưng nó lại là tấm vải do hàng trăm bá tánh thêu ra. Nó mang lợi chúc của bá tánh dành cho hoàng thượng. Ờ, thì ra Dương Vũ Hầu mới là người có lòng nhất. Quỳnh ấy hiểu được tâm tư của hoàng đế ca ca. Ê, xem thử chữ thêu ở trên đó là gì đi. Dương tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Tự trách tội. Hoàng hậu nương nương, từ trưa tới giờ người vẫn chưa có ăn thứ gì hết. Nếu như đói rồi ngã bệnh, hoàng thượng sẽ trách nô tỳ hầu hạ không chu đáo. Trong lòng hoàng đế ca ca chúng không có ta, người sẽ không để ý tới những thứ này đâu. Tiểu muội à, muội đừng tức giận có được không? Chuyện này tỷ cũng không rõ, hay là chút nữa đi hỏi Lang ca ca ha? Sao vậy? Ai đã khiến cho tiểu muội không vui? Hoàng thượng ca ca làm chủ giúp cho muội. Chuyện này tiểu muội, tiểu muội à, nàng đây là cái gì? Hoàng thượng ca ca giết thứ này nhất định là có lý do, có thể nói cho tiểu muội biết được không? Trẫm thật cũng có ý muốn giấu nàng, chỉ là chuyện còn đang sắp xếp. Để tới thời cơ chín muồi thì trẫm sẽ... Sẽ ra sao hả? Bỏ đi là xong sao? Trẫm không hề luyến tiếc cô dì này, chỉ vì trọng trách trong người không thể thoái thác được. 12 năm bị trói buộc là đủ rồi, trẫm luôn có khao khát được rời khỏi hoàng cung này. Còn thiếp thì sao? Hai người đều đi hết, thiếp phải làm sao đây? Nàng trong sáng lương thiện, thực sự không thích hợp ở lại chốn lừa gạt lẫn nhau như vậy. Nếu trẫm rời khỏi, nàng cũng có thể có được tự do mà. Nàng cứ nói ra những thứ nàng muốn, trẫm sẽ sắp xếp thỏa đáng cho nàng. Thứ mà thiếp muốn, chẳng phải người là người biết rõ nhất khi sao? Thiếp với người dựa vào nhau mà sống bao nhiêu năm nay, hôm nay người đưa ra quyết định trọng đại này lại không bàn bạc với thiếp, người kêu thiếp phải làm sao chịu nổi? Tiểu muội à, đang trước giờ luôn hiểu ý của người khác, nàng có thể bình tĩnh lại nghe trẫm nói được không? Bây giờ thiếp không muốn nghe gì hết. Đầu thiếp đau lắm, thiếp muốn nghỉ ngơi. Lang ca ca, huynh là gì muội mới đưa ra quyết định này có đúng không? Cũng không hoàn toàn là gì muội. Trước khi quen biết muội, huynh đã không muốn làm hoàng đế rồi. Huynh hận ngôi vị này. Tại sao vậy? Cũng vì nó mà huynh đã mất đi mẫu thân. Đêm nào cũng không thể ngủ ngon giấc được. Chỉ cần huynh nhắm mắt lại thì sẽ thấy hình dáng của mẫu thân trước khi chết. Huynh nghĩ mình sẽ không thoát được ám ảnh đó. Cho
cho tới khi gặp được Mùi, rồi cùng Mùi trùng phùng. Nhưng giờ huynh đã là hoàng đế rồi, nếu như huynh vì Mùi mà từ bỏ, không phải Mùi trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Nhưng ca, Mùi nghe huynh nói, con cháu họ Lưu không phải chỉ có một mình huynh hoàng vị này, không nhất thiết phải là huynh ngồi. Huynh không thích hợp làm hoàng đế, vị trí này nên để người khác. Lăng ca ca, không lẽ huynh muốn để cho Lưu Tuân hoặc là Lưu Hạ ngồi vào ngôi vị này hay sao? Huynh vẫn đang xem xét hai người họ, bây giờ nói còn hơi sớm. Còn Tiểu Muội thì sao đây? Huynh sẽ sắp xếp chu đáo cho nàng ấy, chuyện này muội không cần phải lo. Nhưng mà... Nhưng ca, ngày mà chúng ta có thể rời khỏi hoàng cung này, có thể chúng ta sẽ không được hưởng vinh hoa phú quý nữa. Nhưng huynh hy vọng những ngày sau đó, chúng ta có thể cùng nhau đi khắp bốn phương, sống một cuộc sống đơn giản an nhàn, có được không? Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong có thể sống ở bên nhau. Đã lâu rồi không vào hậu cung, có chút trống trải. Hoàng hậu nương nương, gần đây có khỏe không? Đa tạ người quan tâm, mọi thứ đều rất tốt. Nhưng mà ta cảm thấy hoàng hậu nương nương đã có chuyện lo lắng thì phải đó. Ngoại tổ mẫu sao lại nói lời này? Hoàng thượng vẫn luôn sủng ái nữ nhân có lai lịch không rõ ràng đó. Nếu ta là hoàng hậu nương nương, chắc chắn sẽ lo lắng. Con thân là hoàng hậu, phải vì hoàng thượng mà mở rộng hậu cung, vì đại hán mà sanh thêm con cháu, chuyện này không hẳn là nỗi lo đâu. Nhưng hoàng hậu nương nương, người cũng là nữ nhân đó. Nếu ngoại tổ mẫu là con, có cách gì giải nỗi buồn này không? Nếu nữ nhân thân phận bất minh này muốn quấy nhiễu hậu cung, thì tại sao chúng ta không tuyển thêm nữ nhân khác vào hậu cung cùng nương nương trấn áp người đó chứ? Nhưng con phải tìm ai đây? Vì nương thành quân của con chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng hoàng thượng trước giờ không đề cập tới vấn đề lập phi, vì nương làm sao vào cung đây? Ê, sao rồi? Không nghiêng chứ hả? Đại ca. À, trời ơi, Tiểu Giác, cũng may ngươi còn biết ta là đại ca của ngươi, biết được ta phải tới Giang Tây làm việc cho hoàng thượng nên tới tiễn ta hả? Ta không phải tới tiễn huynh. Vậy ngươi quay về trước đi. Ta tới đưa nó cho huynh. Lưu Tinh Lĩnh. Có nhìn thấy không, Lưu Tinh Lĩnh nè. Ta đây á, đang định đi mượn của ngươi, nhưng mà lại thấy hơi ngại. Ở trong đầu còn có ý làm giả một cái, không ngờ ngươi lại tự mình đem tới. Ta không biết nói sao nữa. À, hai từ thôi, yêu ngươi quá. Đại ca. Ừ? Lần này hoàng thượng giao trọng trách cho huynh với Lưu Bình Dĩ, rõ ràng là đang thăm dò thực lực của hai người. Huynh phải hết sức cẩn thận. Ta biết rồi. Từ sau khi hoàng thượng nhìn thấu ta giả điên giả khùng, thì ta đã biết hoàng thượng không đơn giản. Lần này ta đi Giang Tây, nếu như làm không xong chuyện này, á chà, thì coi như mất điểm trong mắt người rồi, đúng không? Vậy nên phải dốc toàn lực ứng phó để hoàng thượng thay đổi cách nhìn. Có nó rồi, huynh đệ đồng tâm, muốn thua cũng không được, đúng không? Ông Y, chăm sóc tốt cho đại ca, cũng chăm sóc tốt cho bản thân. Ê, ta còn cần nàng chăm sóc cho ta sao? Nàng có cần ta chăm sóc không? À, đi 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 đi.
Mạnh đại nhân, xin dừng bước. Làm phiền Mạnh đại nhân phải tới đi. Đâu có. Mời vào trong. Mạnh huynh, lần này ta mời huynh tới đây là muốn cùng huynh bàn bạc một chuyện về vấn đề thủy lợi sau hạn hán. Huynh muốn cùng ta bàn bạc nhiệm vụ hoàng thượng giao cho huynh sao? Không sai. Khoảng thời gian trước ta có đi Hà Tây một chuyến, tình hình nơi đó rất nghiêm trọng. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, cho nên ta muốn có thêm người bàn bạc, cơ hội thắng sẽ nhiều hơn. Tại sao ta phải giúp cho huynh? Vấn đề này ta chưa từng nghĩ tới. Vậy huynh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng mà ta cảm thấy Mạnh Giác huynh không có lý do gì để không giúp ta. Sương Ấp Dương là nghĩa huynh của ta, hoàng thượng giao nhiệm vụ cho hai người xử lý, ta không thể vì giúp huynh mà làm huynh ấy bị mất điểm được. Đó cũng là một lý do. Thì ra huynh đối với năng lực của Sương Ấp Dương lại không có lòng tin tới vậy. Chiêu khích tướng này thật sự có hiệu quả, nhưng mà vẫn không đủ thuyết phục ta. Hãy tìm chiêu khác đi. Mạnh huynh, lần này hoàng thượng giao nhiệm vụ cho chúng ta không phải đơn giản cho ta cơ hội lập công, mà còn giải quyết nỗi khổ của người dân. Sau khi làm xong cũng không phải để mình ta được lợi, mà còn giúp đỡ hàng ngàn hàng vạn bá tánh ở trong thiên hạ. Mạnh huynh, nếu như huynh đã muốn vào triều làm quan thì ta thiết nghĩ huynh cũng muốn vì lê dân bá tánh trong thiên hạ bỏ chút tâm sức chứ. Mạnh đại ca, cơm trưa đã chuẩn bị xong, cùng tụi muội dùng cơm nha. Đứa bé thật sự ngủ rất ngon. Mạnh huynh, cứ dùng cơm trước đã, chuyện hồi nãy trả lời sau cũng được. Mặt trà, cô nói xem sao gần đây nương nương không tới tìm dân cô nương chơi đùa nữa vậy? Ta nghe Tranh Nhi nói, từ sau khi Quách phu nhân tiến cung thăm nương nương, mỗi lần hỏi nương nương có muốn dân cô nương cùng người trò chuyện không, nương nương đều nói là không cần. Kỳ lạ, nương nương với lại dân cô nương trước giờ vẫn luôn rất tốt, sao tự nhiên trở nên như vậy chứ? Nè, Quỳnh nói xem, nương nương chắc không phải vì hoàng thượng mà đang bất hòa với dân cô nương chứ? Hả? Tiểu muội sẽ không như vậy đâu. Dân cô nương, gần đây tiểu muội thật sự bởi vì chuyện của ta nên tâm trạng không tốt, muội ấy không tới tìm chúng ta, vậy chúng ta có thể đi tìm muội ấy. Hả? Người đó. Hoàng hậu nương nương có ở đây không? Ta có làm chút bánh tới cho muội ấy nè. Hoàng hậu nương nương không có ở đây, mời mấy người về cho. Nè, cô dùng thái độ này để nói chuyện với dân cô nương sao? Cũng chỉ là một cung nữ, không lẽ muốn ta hành đại lễ sao? Cô Mặt Trà. A Tử tỷ tỷ, nhưng cô nương chúng ta muốn tìm nương nương có chút chuyện, tỷ tỷ chỉ cần nói cho chúng ta biết nương nương ở đâu thôi. Phú dụ xin hành lễ ở đây với tỷ tỷ. Hoàng thượng đã triệu kiến nương nương, hay là ta đưa cô đi tìm nha? Đa tạ A Tử cô nương. Đưa đây, hai người quay về trước đi. Dân cô nương. Nương, đưa đi, gió lớn, khoác lên đi, có chừng cảm lạnh đó. Hoàng thượng ca ca. Không cần đâu,
trẫm không lạnh. Hoàng thượng ca ca, huynh với dân tỷ tỷ không đi không được sao? Vậy thiếp có thể xin người đưa thiếp đi cùng không? Hoàng thượng ca ca, ở trong hoàng cung này, người là người thân duy nhất của thiếp. Người đi rồi, chỉ còn lại một mình thiếp. Thiếp thật sự không muốn ở lại đây đâu. Được, trẫm đồng ý với nàng, đưa nàng cùng đi. Dân cô nương, cô xem hoàng thượng với hoàng hậu ở đó kìa. Dân cô nương, tình cảm giữa hoàng thượng với hoàng hậu không phải người ngoài có thể xen vào được đâu. Cô nói có đúng không? Cô nói đúng lắm đó. Bây giờ ta có thể yên tâm rồi. Cô nói cái gì? Vừa rồi ta còn lo lắng hai bữa nay tiểu muội không tìm ta, chắc còn đang giận tay và lăng ca ca. Bây giờ xem ra họ thật sự không có chuyện gì hết. Đúng như cô đã nói, tình cảm của họ rất là tốt. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa đều không sao hết. Thật là tốt quá mà. Nè,